Hi, xin chào mọi người. Trưa nay thì mình tiếp tục trên tay một cái món đồ chơi cực kỳ thú vị mang tên vòng đua trí tuệ. Và cái này thì chúng ta có thể chơi theo đội nhóm, các bé có thể chơi với nhau để xem coi ai kết thúc cái vòng đua nhanh nhất. Và qua cái món đồ chơi như thế này, các bé sẽ tập được cái sự khéo léo của đôi tay cũng như là khả năng tư duy phán đoán. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem ở bên trong. Đó, và cái món đồ chơi nó được thiết kế như thế này, nằm ở trong cái lồng. Cái này không phải bằng kính, nó chỉ bằng miếng nhựa trong suốt thôi. Và tất cả những cái rãnh như thế này họ đã hàn. Đấy. Ở trong thì mọi người thấy nó có rất nhiều cái đường rãnh và một viên bi để cho chúng ta sử dụng cái đôi bàn tay của mình. Đó, các bé sử dụng đôi bàn tay để điều khiển cái hướng của bi đi. Đó. Và đi tới cái lỗ nhỏ nhỏ bằng bàn ở trong á, bé nào mà đi nhanh nhất thì xem như là chiến thắng với cái thời gian ngắn. À, và dĩ nhiên cái viên bi này nó cũng sẽ không gây nguy hiểm cho các bé bởi vì nó đã được nằm ở trong cái lồng kính như thế này. Và cái này nó bằng mũ cho nên là khi mà các bé chơi thì cũng không sợ bị bể, bị văng miễn gì cả. À, khá là an toàn. Đấy. Đầu mình sẽ chơi thử cho mọi người xem. Thì hãy để ý ở đây có một cái rãnh màu vàng. Đó, chúng ta sẽ điều khiển viên bi vào ngay cái rãnh đó. Là cái điểm bắt đầu. À, và phải thật sự khéo léo nha. Nếu mà viên bi rơi ra ngoài là chúng ta sẽ mất lượt. Đó. Xuống rồi. Chúng ta sẽ điều khiển đi qua cái đường, đúng cái đường của nó. Đấy. Hơi lọc ra ngoài cho chúng ta thua. Để mình làm lại một lần nữa nha. Đấy. Người thấy không? Xuống 24. Đó. Tiếp tục. Tiếp tục cho cái viên bi đi xuống dưới cái màu vàng. Qua đây nó bị kẹt. Đó. Xuống màu vàng. Ở dưới cái màu vàng thì chúng ta sẽ phải lắc cái tay qua bên đây để cho viên bi đi tiếp. Đó. Tiếp chúng ta phải điều khiển cái tay cho khéo. Tiếp tục cho viên bi đi qua cái đường này. Đó. Xuống cái màu xanh. Mọi người thấy thì cái tay của bé phải luôn vừa giữ vững cho quả bóng và vừa phải xoay chuyển liên tục. Đó, canh cho cái viên bi nó đi vừa đủ lực. Xuống cái màu đỏ. Màu đỏ mình không thấy đường nhỉ. Tóm lại là cái trò chơi nó đơn giản như vậy nhưng mà tập cho bé rất là nhiều cái kỹ năng. Thì bố mẹ có thể mua về để cùng con chơi và tham khảo thêm. Rất là khó nha mọi người chứ không phải là đơn giản. Rồi, link sản phẩm thì mình sẽ để trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản phẩm tiếp theo.